Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề là lúc nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhiều nhà xe khách tuyến cố định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tăng số chuyến phục vụ hành khách về quê đón Tết. Theo đó, các nhà xe đã mở bán vé Tết từ thời điểm giữa tháng 1, nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới 80%. Các nhà xe khẳng định đã tăng số chuyến xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Với một số tuyến xe buýt, các nhà xe đã tăng thêm từ 15 đến 20% số chuyến để đảm bảo không thiếu xe phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết này, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định.